Cái cụm belong to là cái cụm rất là quen thuộc với các bạn rồi, nó có nghĩa là thuộc về, ví dụ như là the car belongs to me, cái xe này thuộc về tôi, hoặc là the chair belongs to her, có nghĩa là cái ghế thuộc về cô ấy. Tuy nhiên thì belong có thể đi cùng với một số cái giới từ khác, ví dụ như belong with something or somebody. Khi mà các bạn nói là belong with thì mình muốn nói là một ai đó thuộc về một cái nhóm nào đó. Đó, ví dụ như là the writer belongs with the famous authors of the 15th century, có nghĩa là cây bút này cô ấy thuộc về cái nhóm những tác giả nổi tiếng ở thế kỷ 15, là belong with. Khi mà mình nói là ai đó belong with ai đó thì có thể là mình nói là hai người này là thuộc về nhau. Đó, ví dụ là she belongs with me, đó là tôi với cô ấy thuộc về nhau. Đó. Ngoài ra thì mình còn có thể sử dụng cái cụm là belong in. Belong in có nghĩa là nó nên ở đâu đó. Ví dụ như là mình nói là this book belongs in the recycle bin. This book belongs in the recycle bin, có nghĩa là quyển sách này nên ở trong thùng rác. This book belongs in the recycle bin. Đó là một số các cách diễn đạt liên quan đến belong. Hy vọng rằng video này hữu ích cho các bạn. Và một cái nốt cuối cùng, đấy là từ belong. Mình không phát âm là belong nhé. Mình phát âm là belong. Cho âm chính là âm thứ số 2, belong. Hy vọng rằng video hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi.